Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ người thầy, người bác, người anh, người em trẻ xuất sắc của Yên Lam. Cảm ơn anh Kỳ Nguyễn. Dạ. Có ai đọc tên không? Có một người cho 1 triệu vô cái quỹ những người bạn của Tụi Phúc nha. Anh đọc tên giùm em đi. Anh check vô trong tài khoản anh coi. Tại vì tài khoản là tài khoản chung cho nên Tụi Phúc công khai hết. Em mời nghệ sĩ, ca sĩ trẻ Huỳnh Lợi Lợi Lợi. Anh cho phép một lời được xin gửi lời chào đến toàn thể những bạn bè anh em mắc là hát những lắm. Người của Phúc, của Liên, của Lan cũng như là của Yên Lam và của Bé Bảo Ngư. Fan đông lắm nha, fan này đã vô comment đông nha. Thật sự là rất là vui. Thì hôm nay là một trong những cái ngày mà tình cờ anh em nghĩ ra cái ý tưởng trong làm này. Uống bia. Và chắc chắn chương trình này sẽ được thực hiện liên tục và có tính lan tỏa để ủng hộ đến những cái hoàn cảnh khó khăn anh ha. Những cái chương trình mà mang tính gọi là giúp đỡ những hoàn cảnh. Thì trong một lời được chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Mọi người biết không, khi mà Tụi Phúc ngồi giống như là lai rai một vài ly bia và một vài hộp đậu phộng thì Tụi Phúc đã nảy sinh cái ý tưởng làm cái livestream này. Thì khi mà nói anh Lợi, anh Lợi anh tham gia ngay. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là anh có một món quà dành cho các y bác sĩ, vì ngày mai là ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Đại diện cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong buổi livestream, chúc cho các y bác sĩ vào ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 và ngày mai thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Và tụi mình cũng cảm ơn các bác sĩ anh Lợi ha. Đúng đã rồi. Giúp cho những cái ngày tháng rất là đẹp, em nghĩ là đẹp luôn á, trong một năm 2020 và những ngày đầu năm 2021, để cho dịch khống chế được một cách tốt nhất. Và rất là thương mọi người, có những y bác sĩ vừa mới cầm chén cơm lên là gọi điện thoại là bỏ luôn, và sau đó ở luôn cách ly cùng với bệnh nhân, ở mọi người luôn, không có về nhà ăn cơm, và hầu như mọi người không có cái Tết với gia đình. Em biết là người ở luôn ở bệnh viện hoặc ở những cái khu cách ly, mà bây giờ thì bắt đầu mới là an toàn giãn cách ở những cái khu cách ly. Mọi người có thấy rất là nhiều người đề nghị hát cái bài Nếu Anh Không Về. Thực sự cái bài hát này là Quỳnh Lợi cũng rất là cảm xúc khi là những người em đã sáng tác và đã gửi gắm cho Quỳnh Lợi trong cái đợt dịch mà tái dịch lần hai của năm 2020 đấy. Thì Quỳnh Lợi thật sự là nói là đọc như mà thấy cảm xúc lắm. Đây em thấy có những em đọc anh những người chị có thể gạt bỏ những cái riêng tư để mà lao mình vào trận chiến chống dịch. Đây này anh, nhờ anh Quỳnh Lợi hát cho em nghe ca khúc Nếu Anh Không Về Nhé của bạn Phạm Thuyết nè. Anh Lợi hát Nếu Anh Không Về đi. Cảm ơn. Anh Lợi ơi, anh Lợi đẹp trai, anh Lợi người nghệ sĩ tài hoa của tôi ơi, hãy tặng cho mọi người bài Khẽ Khàn Xuân đi. Đó, em đọc hết mọi người. Mà anh Lợi đông quá, tràn vô hết tất cả các hệ thống social. Trước khi hôm nay mà mình hát những cái bài hát mà như quý vị yêu cầu, và cũng có thể là có những bài Quỳnh Lợi sẽ không hát được tại vì chưa tập với ban nhạc, thì Quỳnh Lợi sẽ hát một bài hát cũng rất là tình cờ là Thành Cơ gọi điện thoại nói Lam ơi, Lam thực hiện bài này và nhờ anh Lợi hát giùm. Và sau khi hát xong thì Lam nói là anh Lợi ơi, quay hình luôn, làm MV luôn. Và thực sự các khúc đó đã có cái gì đó nó làm cho Quỳnh Lợi muốn phải hát tặng những người Hà Nội xa quê. Cái Tết vừa rồi đã không về Hà Nội để mà đoàn tụ gia đình, gọi là Tết đoàn viên, thì tặng quý vị ca khúc Hà Nội Mưa Ngâu. Hôm nay anh khai trương luôn đó nha, anh mở hàng cho bài này luôn á. Thơ của Nguyễn Bá Đức, thơ của Nguyễn Bá Đức, bác sĩ nhạc Thành Nguyễn của Thành Nguyễn là bác sĩ. Chiều nay Hà Nội mưa ngâu, gió thổi xiên qua từng góc phố, đôi bàn tay anh vội che mái đầu, kiếm mắt ai cũng treo hạt mưa ngâu. Hà Nội mưa mà em đi đâu, để góc phố bâng khuâng từng nỗi nhớ, sông Hồ Gươm xóm muôn ngàn chân trời, cây số già cũng khắc hoài vì nhớ em. Mưa xuống rồi rồi mưa lại đang xen, chẳng rời nhau những hạt trong hạt đi trong mưa, nghe thấy từng hơi thở tan vào mưa, một nỗi nhớ không tên. Mây che nhanh cho Hà Nội nắng lên, lá thu lại nhuộm vàng con phố nhỏ, liễu ven hồ nhớ mai tắm em bay. Về đi em, Hà Nội rất nhớ em, về đi em.
rất nhớ em. Thôi xiên qua từng góc phố, đôi bàn tay ai vội che mái đầu, kia mắt ai cũng treo hạt mưa ngâu. Hà Nội mưa mà em đi đâu, để góc phố bâng khuâng từng nỗi nhớ. Sông Hồ Gươm xua buồn ngàn chăn trở, cây xấu già cũng khắc hoài vì nhớ em. Rồi rồi mưa lại đang sẽ chẳng rời nhau, những hạt trong hạt vỡ đi trong mưa, nghe thấy từng hơi thở tan vào mưa, một nỗi nhớ không tên. Mây trôi nhanh cho Hà Nội nắng lên, làm thu lại nhuộm vàng con phố nhỏ, liễu ven hồ nhớ mai ta mê mây. Về đi em, Hà Nội rất nhớ em. Về đi em, Hà Nội rất nhớ em. Mưa xuôi xuôi rồi mưa lại đang xen, chẳng rời nhau những hạt trong hạt vỡ. Đi trong mưa nghe thấy từng hơi thở tan vào mưa, một nỗi nhớ không tên. Mây trôi nhanh cho Hà Nội nắng lên, là thu lại nhuộm vàng con phố nhỏ. Bên hồ nhớ mai tóc em mây. Về đi em, Hà Nội rất nhớ em. Về đi em, Hà Nội rất nhớ em. Về đi em, Hà Nội rất nhớ em. Bài mới hát rất là áp lực. Dạ, áp lực thiệt luôn, nhưng mà hay thiệt. Em nghĩ là Hà Nội mưa ngâu, một sáng tác của nhạc thơ Nguyễn Bá Đức và nhạc sĩ bác sĩ Thành Nguyễn, đã làm cho những người con ở Hà Nội xa xứ mà đang phải ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh không về được, rất là cảm động và nhiều tình cảm. Em thì em công tác ở Hà Nội 4 cảm năm ơn, nay rồi. Cảm ơn Yên Lam rất nhiều. Dạ vâng. Anh cũng Lam mới luôn, Yên Lam cũng mới tập móc, luôn. Móc show cho anh đúng không? Mà... ba ngày thôi đúng không? Ba ngày thôi. Dạ. Rất là cảm xúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe nha. Em thì em có nhiều cái tình cảm, nhiều cái cảm tình với Hà Nội lắm, cho nên khi nghe bài này em cũng muốn mau mau được trở lại Hà Nội để làm việc sớm gấp. Và mọi người ơi, đúng như rằng là đầu tháng Phúc đã được ra Hà Nội làm việc trở lại rồi, cho nên là rất là hy vọng là sẽ quay những cảnh đẹp, những món ngon Hà Nội cho mọi người coi khi Phúc ở Hà Nội nha. Hay quá anh Lợi ơi, giọng ca như ngày nào. Đó là bé Liên Nguyễn đó anh, ca sĩ Ngọc Viên đó, vừa nhắn chúc cho anh. YouTube của anh Phúc rất vui mà tựa đề ngắn quá. Dạ Nguyễn Hương, anh sẽ cố gắng xin cho xin số tài khoản để mình ủng hộ. Em đang ghi anh Phạm Quang Vũ, đó là quỹ những người bạn, tên tài khoản Nguyễn Huỳnh Yên Lam, số tài khoản là 10193810063, ngân hàng Vietcombank. Cảm ơn anh Phạm Quang Vũ nha, anh sẽ ủng hộ cho quỹ của mình, tại vì hay quá. Mấy anh em Sài Gòn mà hát về Hà Nội hay thế cơ chứ. Chú Yên Lam đẹp trai quá. Trời ơi trời, thấy cái câu này là khen là em thấy em vui rồi đó. Bà Quân Nguyệt vợ ở Yên Lam vui. Hay lắm ạ. Cảm ơn Mạnh Duy, một chàng trai rất là yêu những cái cảnh vật của Việt Nam mình, review một cái vlogger nổi tiếng. Hay quá chú Lợi ơi. Trời ơi trời, quá hay. Bài hát ai sáng tác hay quá vậy. Đó là thơ Nguyễn Bá Đức và nhạc sĩ bác sĩ Thành Nguyễn. Bác sĩ sáng tác, bác sĩ phổ nhạc, bác sĩ người Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Bá Đức luôn đúng không? Bác sĩ luôn. Rồi. Thơ cũng là bác sĩ mà tác giả. Hay quá.